hầu bên con bò đã ở trong đó là 70% bằng sắt, 20% bằng đồng, 10% bằng bạc, và kia là thành bò. Cái thứ ba, mình trước khi mình vô nát mình ra lại mới chụp hình nhé. Quan trọng là mình vô trong anh chùa vàng chùa bạc, vô chuẩn là mình phải lột hai món, có hai món đồ phải lột, một món đồ để cắt. Biết lột cái gì và lột cái gì không? Một bộ, hai dẹp. Thứ ba, máy chụp hình đem cắt, không cho chụp nhé, vô chuẩn là không cho chụp nhé. Lột hai món thôi nha, đừng có lột nhiều món quá nha, người ta không cho lột nhiều món nữa nha. À ha.